Vâng, xin chào quý anh chị. Lại thêm một chiếc xe mới vừa mới cập nhật tại salon bên em. Đây là chiếc Honda City bản 1.5. Nó là phiên bản top, là bản cao cấp nhất của dòng Honda City. Chiếc xe này sản xuất năm 2018, đã chạy được hơn 5 vạn km. Và hiện tại mẫu xe này đang được chào bán bên em với mức giá là 492 triệu có thương lượng, vẫn hỗ trợ trả góp lên tới 6-70% giá trị xe. Mọi chi tiết quý anh chị vui lòng liên hệ vào số 0978607555 hoặc 0941337888. Honda City Top là một chiếc xe phân khúc hạng B, trang bị rất nhiều option, có công nghệ đèn chiếu sáng full LED, rồi có hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt, điều hòa tự động cảm ứng. Thêm rất nhiều option khác. Đây có xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương, la răng còn rất đẹp. Đây, hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ full LED. Có cả luôn đây, đèn gầm này, đèn LED daily này. Đăng kiểm với bảo trì đường bộ đến tháng 11 năm 2023. Chiếc xe này màu đen và nội thất bên trong xe cũng là màu đen. Có màn hình Android được độ rồi, màn hình rất lớn. Màn hình Android. Củ số này, vô lăng này. Cái vô lăng đây. Điều hòa tự động cảm ứng, bề nổ thông minh. Honda City là một chiếc xe chạy rất tiết kiệm nhiên liệu. Ở hàng ghế thứ hai này cũng có một cửa gió điều hòa sau. Phía sau này cũng được trang bị 4 mắt cảm biến sau và có camera lùi. Đó. Cốp cũng khá là rộng rãi. Mức tiêu nhiên liệu trung bình rất là ít, có 5,8 lít thôi. Đường cao tốc là 4.8 này và hỗn hợp là 5.8. Ở bên này thì có hệ thống chỉnh gương, cụp gương này, công nghệ eco này. Trên vô lăng có tích hợp lẫy chuyển số thể thao, hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt. Chỗ này là chỗ mở nắp capo và đây là chỗ mở nắp bình xăng. Honda City Top 2018 chạy hơn 5 vạn, giá 492 triệu